một ngày bình thường cơn gió thổi. Có tùm rùa nhỏ đang lên đên, trong đó có nhóc cậu nhỏ tuổi. Ước mơ tôi lớn đặt lên trên, không cần biết mình có gì, dù quyết tâm phải có đủ mới thành viên một hướng đi. Ngôi lớn nhất phải làm chủ, chắc mà khiến họ bật cười. Vẫn làm theo vì họ biết, để trở thành một hải tặc cậu đang nếm nhiều khắc nghiệt. Bởi vì đó là Luffy, từng từng bước đi. Nghe anh cậu mất, đã không thể cậu tiếc chi. Biết thằng chó đó trong đó chỉ biết đánh và giết. Và có thao túng cả biết khơi, thì con này cũng chấm hết bởi vì tao. Khát khao đi cùng ngọn lửa, thuyền viên ta làm nguyên liệu để cho giấc mơ này cháy thêm nữa. Ngày hôm đó tối, ở trong lòng tao đi ai không đến nổi. Tôi tên là tao, họ nói tao láo, gọi danh hai tư hoàng. Qua nô đề não đến nát cà phai đoàn, đâu có lý do gì phải hàng. Còn ông chú cha đâu phải xoắn, đưa ra chiến dịch là phải thắng. Thế lực cây đô bị lũ tan. Họ nhắc tới mùi gì qua ra, nghe nói họ vừa đi ra xa bờ. Ở trên thuyền đó có soi bói, chiều đó mưa rơi ở vất vất cờ. Cứ nhắc mỗi ngày về One Piece, lý do lớn nhất mà họ bước đi One Piece. Cầm cần câu lên tìm con cá không với lâu, nhớ cần bước xe ở trong tù. Mang cùng đã biển ở trên tay, nói đến đây nếu cùng mục tiêu thì không thù. Có chiến tích không nhận công lao, không cần báo Luffy cũng xông vào. Vì vụ này chưa có ngày vàng như địa vị hôm nay để nhân cao. Chân và tay đưa lên hô to và xa tên cổ một vị thuyền trưởng Luffy. Bao lần phải khóc những giọt nước mắt, bấy nhiêu căm thù trên hàng mi leo khu đi lên tận ghi viết. Trận đấu lớn nhất trong cuộc hành trình đang dần tới. Nếu cần đồng minh cứ đưa tay ra, mục tiêu chúng ta đang chạm tới. Bởi vì tao khát khao đi cùng ngọn lửa, thuyền viên ta làm nguyên liệu để cho giấc mơ này chảy thêm nữa.